Và thời gian vài tuần trở lại đây, bộ phim truyền hình Phía Trước Là Bầu Trời bỗng dưng được cộng đồng mạng rầm rộ chia sẻ sau 17 năm phát sóng. Bộ phim tạo ra sự hào hứng cho người xem khi khắc họa cuộc sống của những cô cậu sinh viên vào những năm 2000. Có khó khăn nhưng không thể thiếu niềm vui và tình cảm. Nếu cũng nằm trong số những người xem lại Phía Trước Là Bầu Trời và yêu công nghệ, thì chắc hẳn bạn sẽ chú ý đến những chiếc máy tính vô cùng thú vị đã xuất hiện ở trong bộ phim này. Cụ thể, những chiếc máy tính trong phim đều có màn hình khá dày và đều được gắn một tấm kính, đôi khi đơn giản bằng băng dính ở phía trước. Thực tế, đây là loại màn hình khá phổ biến trong những ngày đầu tiên máy tính để bàn được phổ biến đại trà ở Việt Nam. Chúng sử dụng một công nghệ màn hình có tên là CRT. Màn hình CRT theo đó sử dụng màn hình huỳnh quang để hiển thị các điểm ảnh, để các điểm ảnh có thể phát sáng theo đúng các màu sắc cần hiển thị. Chúng cần được các tia điện tử tác động vào để tạo ra sự phát xạ ánh sáng. Tất cả các khâu tạo ra tia điện tử này được thực hiện bằng ống phóng CRT. Ở thời điểm phổ biến nhất, công nghệ màn hình máy tính với nguyên lý phóng chùm điện tử CRT được đánh giá cao ở khả năng hiển thị màu sắc trung thực và độ phân giải cao. Nó được giới game thủ, các nhà thiết kế, xử lý đồ họa khá ưa chuộng. Thế nhưng, nhược điểm của nó lại nằm ở kích thước cồng kềnh, nặng nề và khá tốn diện tích tiêu thụ. Chưa kể đến việc công nghệ màn hình này còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng. Đó là lý do những tấm lọc màn hình thường được dùng kèm với nó. Tấm kính lọc màn hình đi kèm màn hình CRT được cho là có thể giúp giảm thiểu lượng tia phóng xạ phát ra từ công nghệ màn hình được chuyển tới người dùng. Theo một số thống kê, màn hình CRT thậm chí có thể chứa tới 2,2 kg chì. Thực tế, sự xuất hiện của chì trên màn hình CRT có hai lý do. Thứ nhất, chì giúp cải thiện chất lượng hình ảnh hiển thị. Thứ hai, bản chất chì cũng là một chất đóng vai trò bảo vệ người dùng khỏi những tia phóng xạ sản sinh ra từ cơ chế hoạt động của màn hình CRT. Vấn đề nằm ở một lượng nhỏ, chì cũng có thể gây ra ngộ độc chì và ảnh hưởng tới sức khỏe. Một số tấm lọc màn hình ngoài ra còn có thêm khả năng chống lóa. Tới nay, với các công nghệ màn hình mới như LED hay LCD, sự xuất hiện của những tấm lọc màn hình với công dụng bảo vệ sức khỏe người dùng như trước khi không còn cần thiết. Tuy nhiên, những loại màn hình này có một loại kính lọc dán kèm gọi là bộ lọc riêng tư. Khi dùng bộ lọc này, người dùng nhìn màn hình từ các góc khác thay vì trực diện, khó có thể đọc được thông tin. Vì thế, nó bảo vệ tính cá nhân cho người dùng. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhấn nút like và subscribe để đón xem những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau.